chào cả nhà nha. Bữa nay mình nướng cá, mình làm nướng mắm gừng nha cả nhà. Giờ mình làm nha cả nhà. Bỏ muỗng thôi, cái họng mình để gì đi không mình phải rồi cá mình bằng rồi, mình đi giờ mình đi nướng nha cả nhà. Bằng xong rồi bây giờ mình nướng cá nha cả nhà. Mình bằng rồi đó, mình để vô mình nướng. Ăn cá này nó bự quá, nước nước làm sao thì được đây. Chớ bằng tay cũng được. Thank you.
cả nhà. Nó dở quá. Đó, nó già rồi. Đó. Quá là thơm. Hai chở thử vô nha. Dạ chưa? Giờ mình chở con cá lại ngay cả nhà. Dạng bên này. Cái đùi chút xíu nè. Rồi cá chín rồi mình gấp ra nghe cả nhà. Bỡ cái tay mới được, không bỡ không được. Quá bự vậy. Rồi cá chê mình nướng rồi nghe cả nhà, cái mình ăn nước mắm gừng nghe cả nhà.